Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Thông tin Giá Lúa Gạo hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 7 năm 2024, xuất khẩu sang UAE tăng gấp đôi, đạt trên 11 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến năm nay, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE được ký sẽ giúp kim ngạch thương mại hai nước. Theo ông Esa Hamad, Phó trưởng Phái đoàn Đại sứ quán UAE tại Việt Nam, thương mại song phương giữa hai nước dự báo vượt 8,6 tỷ USD khi CEPA được ký có hiệu lực. Trong nước hôm nay thu hoạch 50 hecta lúa đầu tiên của thành phố Cần Thơ, tham gia thí điểm đề án phát triển 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Theo đánh giá, các diện tích lúa hè thu tham gia đề án với giống lúa OM5451 cho năng suất tốt, ít đổ ngã, giảm chi phí. Trà lúa giống OM5451 của Hợp tác xã Tiến Thuận, huyện Vĩnh Thạnh tham gia thí điểm đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Ước tính tham gia canh tác thí điểm đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao cho năng suất cao hơn khoảng 20% so với canh tác lúa truyền thống. Theo anh nông dân Nguyễn Cao Khải, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, có 5 ha lúa tham gia thí điểm đề án 1 triệu hecta chất lượng cao. Đã chia sẻ, lúa sau khi thu hoạch được doanh nghiệp thu mua trực tiếp tại ruộng với giá 7.000 đồng trên 1 ký lúa hàng hóa và 7.500 đồng 1 ký lúa giống. Các trà lúa canh tác quy trình bền vững, ít đổ ngã nên việc thu hoạch rất thuận lợi, về tỷ lệ lúa ít hao hụt hơn. Thông tin giá lúa gạo trong nước hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang đối với lúa. Trong tuần qua, giá lúa biến động trái chiều với gạo, giá gạo có xu hướng tăng, thị trường gạo giao dịch chậm và giá ổn định. Cụ thể, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, các giống lúa hôm nay không có biến động, thị trường nếp ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp đồng 3 tháng giữ nguyên giá với mức 8.800 đến 9.000 đồng trên 1 ký. Trong tuần qua, giá lúa biến động theo hướng tăng vào đầu tuần, đến giữa tuần giảm và cuối tuần đứng yên. Tại nhiều địa phương, giá lúa ít biến động, giao dịch ổn định, thương lái hỏi mua đều. Thị trường giao dịch hôm nay giao dịch ổn định, giá ít biến động, kho mua vào nhiều, nguồn về ít, chất lượng gạo mới xấu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ở mức 470 USD trên tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 572 USD trên 1 tấn, gạo 25% tấm ổn định ở mức 547 USD trên 1 tấn. Giá gạo các loại hôm nay đi ngang, gạo thành phẩm IR504 12.800 đến 12.900 đồng trên 1 ký, gạo nguyên liệu IR504 10.750 đến 10.900 đồng trên 1 ký, giá tấm IR504 9.100 đến 9.200 đồng 1 ký. Giá lúa ở từng địa phương hôm nay như sau: giá lúa ở Kiên Giang, nàng hoa chín tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 ký, OM34 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 ký, Đại Thơm 8 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 ký, OM18 tươi 7.500 đến 7.600 đồng 1 ký, OM4900 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 ký, ST21 tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 ký, lúa tài nguyên 7.300 đến 7.500 đồng 1 ký, nếp tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 ký, RVT tươi 7.300 đến 7.500 đồng 1 ký, lúa Nhật tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 ký, Zmin tươi 7.300 đến 7.500 đồng 1 ký. Giá lúa tại An Giang, OM5451 tươi 7.000 đến 7.200 đồng 1 ký, nàng hoa chín tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 ký, Đại Thơm 8 tươi 7.300 đến 7.500 đồng 1 ký, OM18 tươi 7.300 đến 7.500 đồng 1 ký, IR50404 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 ký, VNR20 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 ký, lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng 1 ký, nếp tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 ký. Tiếp theo là tình hình giá lúa ở Cà Mau và giá lúa ở Bạc Liêu hôm nay như sau.
ST24 tươi 7.900 đến 8.000 đồng 1 kg. OM5451 tươi 7.100 đến 7.300 đồng 1 kg. OM18 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. RBT tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. Đại thơm 8 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. ST21 tươi 7.800 đến 7.900 đồng 1 kg. IR50404 tươi 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg. Lúa nàng hoa chín tươi 7.600 đến 7.800 đồng trên 1 kg. OM380 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. ST24, ST25 tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. OM34 tươi 7.100 đến 7.300 đồng trên 1 kg. Tiếp theo là tình hình giá lúa ở Sóc Trăng và ở Tiền Giang như sau. IR50404 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. OM18 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. OM380 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. OM34 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. Đại thơm 8 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. OM5451 tươi 7.100 đến 7.300 đồng trên 1 kg. VNR20 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. RBT tươi 7.300 đến 7.400 đồng 1 kg. Lúa Nhật tươi 7.700 đến 7.800 đồng 1 kg. ST24, ST25 tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. Nàng hoa tươi 7.700 đến 7.800 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long. IR50404 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. OM34 tươi 7.100 đến 7.300 đồng 1 kg. OM5451 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. Zeponica tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. OM380 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. Lúa Nhật tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. Nàng hoa tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. Đại thơm 8 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang. IR50404 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. OM18 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. OM5451 tươi 7.100 đến 7.300 đồng 1 kg. Đại thơm 8 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. RBT tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. ST21 tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. OM380 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. Lúa Nhật tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. Zeponica tươi 7.200 đến 7.300 đồng 1 kg. Zmin tươi 7.300 đến 7.400 đồng 1 kg. OM34 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. Nàng hoa tươi 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An. OM18 tươi 7.300 đến 7.500 đồng 1 kg. OM5451 tươi 7.100 đến 7.300 đồng 1 kg. Đại thơm 8 tươi 7.300 đến 7.500 đồng 1 kg. IR50404 tươi 7.100 đến 7.300 đồng 1 kg. OM380 tươi 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. VNR20 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. Nếp tươi 7.900 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Zmin tươi 7.300 đến 7.400 đồng 1 kg. ST24, ST25 tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. Nàng hoa chín tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. OM34 tươi 7.100 đến 7.300 đồng 1 kg. OM6900 tươi 7.200 đến 7.400 đồng trên 1 kg. Tiếp theo là tình hình giá lúa tại Tây Ninh. Nàng hoa chín tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. IR50404 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. Đại thơm 8 tươi 7.300 đến 7.500 đồng 1 kg. OC10 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. OM5451 tươi 7.000 đến 7.200 đồng 1 kg. OM380 tươi 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. OM34 tươi 7.000 đến 7.200 đồng 1 kg. OM18 tươi 7.300 đến 7.500 đồng trên 1 kg. Tiếp theo là tình hình giá gạo. Giá gạo ở các chợ lẻ hôm nay như sau. Gạo nàng hoa chín 21.000 đồng 1 kg. Gạo nàng nhen 30.000 đồng 1 kg. Gạo Zmin 18 đến 20.000 đồng 1 kg. Gạo tẻ thường 17 đến 18.000 đồng 1 kg. Gạo trắng thông dụng 18.000 đồng 1 kg. Gạo thơm thái hạt dài 20 đến 21.000 đồng 1 kg. Gạo hương lài 20.000 đồng 1 kg. Gạo sóc thường 18.000 đồng đến 19.000 đồng 1 kg.
gạo sóc Thái 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm Thái Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo thơm Nhật giá 23.000 đồng 1 kg. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Thân ái kính chào.